năm dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng là bạn đang mắc phải căn bệnh về gan. Đầu tiên, có vòng bụng của chúng ta nó lớn, và có vòng bụng của chúng ta lớn hơn khoảng 85 cm đối với nam, còn đối với nữ là hơn 90 cm, thì có thể là bạn đang có dấu hiệu gan chúng ta bị nhiễm mỡ. Thứ hai là cái việc bạn thường xuyên mệt mỏi và bị đắng miệng thì cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo về bị cái dịch mật nó đang chuyển hóa lên trên cái miệng, nó gây ra cái cảm giác là mình sẽ bị đắng miệng và mình sẽ bị mệt mỏi. Thứ ba đó là bạn thường xuyên cáu gắt. Một trong những cái biểu hiện của cái bệnh lý về gan đó là rất là dễ nổi nóng và thay đổi cái tâm trạng. Ôi trời ơi. Thứ tư, bạn thường xuyên cảm thấy là đau ở những cái vùng hạ sườn phải, và đây nó là một trong những cái dấu hiệu cảnh báo là gan của bạn đang gặp vấn đề. Và cuối cùng là vàng da. Vàng da nó cũng là một trong những cái dấu hiệu điển hình nhất cảnh báo rằng là gan của bạn đang gặp phải vấn đề. Khi bilirubin nó ngấm vào trong cái da của chúng ta thì nó sẽ có những hiện tượng có tình trạng vàng da, và đây là một trong những cái dấu hiệu bệnh mà ở trong cái giai đoạn mình đã muộn rồi.